Trọc và Vũ Nhôm là những con tốt thí, bài viết của tác giả Trung Điền được đăng trên trang Chân Trời Mới. Trong chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, bỗng dưng có hai vụ án chẳng giống ai. Đó là vụ án liên quan đến một nhân vật bên quân đội, Thượng tá Đinh Ngọc Hệ, có biệt danh là Út Trọc, và một nhân vật bên công an là Thượng tá Phan Văn Anh Vũ, có biệt danh là Vũ Nhôm. Trước khi hai nhân vật này bị bắt và truy tố, những bài viết úp úp mở mở mô tả về hai nhân vật này với sự liên hệ của một số lãnh đạo cao cấp khiến cho người ta liên tưởng đến hai người này là những tay anh chị, gian hùng và chọc trời khuấy nước. Nhất là cả hai bị mang ra xử cùng ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội. Út Trọc thì bị xử ở Tòa án Quân sự Quân khu 7, còn Vũ Nhôm thì bị xử kín ở Tòa án Nhân dân Hà Nội, nên đã tạo thêm sự tò mò rằng đây là vụ án kinh khủng hơn cả vụ xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng. Phe này Nguyễn Phú Trọng chắc hẳn sẽ giật sập những nhóm lợi ích trong quân đội và công an. Thế nhưng sau khi hai vụ xử án trên kết thúc, người ta mới thấy chưng hửng rằng đây chỉ là vụ án đầu voi đuôi chuột, dùng những con chốt thí để khỏa lấp các mâu thuẫn chồng chéo giữa những phe nhóm quyền lực. Đinh Ngọc Hệ được mô tả là người không có bằng cấp, nhưng nhờ chạy trọt làm bằng giả tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân để được gắn lon thượng tá và bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng. Trong thời gian làm tổng giám đốc, Út Trọng đã lấy xe của công ty cho thuê để hưởng lợi 6 tỷ đồng và không nộp thuế 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Út Trọng còn bị tố cáo làm giả hợp đồng gửi xăng, hợp thức hóa nguồn gốc xăng dầu kém chất lượng nhằm tránh bị xử phạt, làm gây thiệt hại ngân sách 1,4 tỷ đồng. Trước tòa, Út Trọc khai mọi việc làm của mình đều báo cáo với cấp trên và được sự cho phép của hội đồng quản trị công ty, nhưng tòa không chấp nhận lời biện hộ này của đương sự. Sau vài tiếng đồng hồ xét xử trong bí mật, Út Trọc bị kết án 10 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 2 năm tù giam về tội sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức. Như vậy, sau mấy chục năm phục vụ quyền lợi cho một số tướng lãnh cao cấp, cơ sở kinh tài Thái Sơn giờ không còn là nơi béo bở nữa, nên phải khóa miệng Út Trọc trong 12 năm tù để hạ cánh an toàn. Khác với Đinh Ngọc Hệ, Phan Văn Anh Vũ, biệt danh là Vũ Nhôm, bị bắt lúc đầu với tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, nhưng sau khi giam giữ một thời gian thì bị khởi tố thêm hai tội danh nữa là lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và trốn thuế. Ngày 30 tháng 7 vừa qua, Vũ Nhôm bị xử kín tội cố ý tiết lộ bí mật nhà nước cùng với hai đồng phạm là cựu Trung tướng Phan Hữu Tuấn, nguyên Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo, và Nguyễn Hữu Bách, cựu sĩ quan công an. Vì xử kín nên không ai biết Vũ Nhôm đã tiết lộ những bí mật gì, nhưng đa số dư luận đều cho rằng Vũ Nhôm bị khởi tố là do sự trả thù của Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Nói cách khác, Vũ Nhôm là con tốt trong cuộc chiến tranh giành quyền lực ở thành phố Đà Nẵng giữa hai phe Nguyễn Xuân Anh đã bị Nguyễn Phú Trọng kỷ luật mất chức bí thư và Huỳnh Đức Thơ, đàn em thân tín cùng Nguyễn Xuân Phúc. Trong đó, Vũ Nhôm đã tiếp tay cho phe Nguyễn Xuân Anh tung những bí mật đời tư của Thơ lên mạng Internet. Vũ Nhôm làm được chuyện này không phải là vì tài giỏi, mà chỉ là thiên lôi của một thế lực ngầm, núp dưới bóng tình báo công an, được dựng ra để triệt hạ những phe nhóm nào dám cản trở tiến trình thu tóm tài sản công vào trong tay của họ. Vì thế mà sau khi Nguyễn Xuân Anh thất sủng, Vũ Nhôm chính là đầu mối để cho phe Huỳnh Đức Thơ phanh phui, hầu lấy lại những tài sản đa số là nhà cửa, đất đai mà phe Nguyễn Xuân Anh tẩu tán dưới các công ty trá hình do Vũ Nhôm đứng tên. Vũ Nhôm lãnh án 9 năm tù cho tội cố ý tiết lộ bí mật. Bản án này mới chỉ là bước khởi sự của Thơ nhằm dằn mặt việc Vũ Nhôm đã dám đào tẩu sang Singapore mà thôi. Phiên tòa tới xử với hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và trốn thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng, không chỉ nhắm vào Vũ Nhôm mà để phanh phui thế lực ngầm đứng sau Vũ Nhôm là những ai. Tóm lại, những tình tiết nói trên cho thấy các vụ xử án vừa qua liên danh diệt tham nhũng vừa là màn trình diễn trên bề nổi để xoa dịu nội bộ đang lùm xùm vụ châu buộc ghét châu ăn và xì hơi làn sóng phẫn nộ của quần chúng về vấn nạn tham nhũng. Nhưng chủ đích của chính Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm là muốn thu tóm tài sản của những thế lực ngầm đứng sau các con tốt thí, đồng thời lấy cớ triệt tiêu đối thủ chính trị và củng cố quyền lực. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Vì sao Vũ Nhôm bị xử kín mà không xử lộ. Bài viết của tác giả Thiền Lâm được đăng trên trang Kali Today. Chỉ ít ngày trước khi phiên tòa xử kín Vũ Nhôm diễn ra vào cuối tháng 7 năm 2018, lần lượt hai quan chức đầu não của Đà Nẵng đã một lần nữa xuất hiện để giải thích với cử tri thành phố này về tính chất bí mật của phiên tòa Vũ Nhôm. Trong khi Bí thư Đà Nẵng là Trương Quang Nghĩa vẫn chỉ giải thích theo luật
mà không nêu được bất kỳ cơ sở đáng thuyết phục nào. Chủ tịch Đà Nẵng là Huỳnh Đức Thơ lại tiết lộ nếu cơ quan công an không bắt Vũ thì sự việc phức tạp hơn vì liên quan đến nhiều cán bộ lãnh đạo, và khẳng định rằng sau phiên tòa này, tất cả những câu hỏi liên quan đến quân hàm thượng tá và nhiệm vụ của Vũ Nhôm chắc chắn sẽ được giải đáp. Vào tháng 4 năm 2018, Trương Quang Nghĩa là quan chức đầu tiên xác nhận việc Phan Văn Anh Vũ chính là một thượng tá của công an. Còn tiết lộ mới đây của ông Huỳnh Đức Thơ có thể được hiểu là một trong những nội dung quan trọng nhất trong phiên xử kín Vũ Nhôm sẽ là lời khai của Vũ Nhôm trước tòa sau khi đã khai trước cơ quan an ninh điều tra về quan chức công an cao cấp nào đã ký kết quyết định quân hàm thượng tá cho Vũ Nhôm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Vũ Nhôm ăn trong thế giới ngầm. Nhiều dư luận cho rằng quan chức cao cấp đó phải là cấp Thứ trưởng Bộ Công an. Trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuối tháng 7 năm 2018, có nội dung qua kiểm tra đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành còn vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an. Phải chăng đây chính là đường dây mối nhợ liên quan đến vụ án Vũ Nhôm bị khởi tố vì tội danh làm lộ bí mật nhà nước vào tháng 12 năm 2017? Cho đến nay, và liên quan đến tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước, đã xuất hiện ít nhất một tam giác với ba đỉnh là Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách, Phan Văn Anh Vũ. Tháng 4 năm 2018, 3 tháng sau khi Vũ Nhôm bị bắt, tướng tình báo Phan Hữu Tuấn, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và tống giam về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Cùng bị bắt với tướng Tuấn trong đợt đó là Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, cũng về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Nếu quả thực Phan Văn Anh Vũ có tài liệu bí mật và chủ ý làm lộ tài liệu bí mật ấy, tài liệu này có thể được chỉ đạo cung cấp bởi tướng Phan Hữu Tuấn, còn cán bộ Nguyễn Hữu Bách là người trực tiếp chuyển tài liệu. Nhưng giờ đây, tam giác đang biến thành tứ giác, với cái đỉnh tứ giác thứ tư thuộc về tướng Bùi Văn Thành. Một trong những nội dung quan trọng nhất trong phiên tòa xử kín Vũ Nhôm sẽ là lời khai của Vũ Nhôm trước tòa. Sau khi đã khai trước cơ quan an ninh điều tra về quan chức công an cao cấp nào đã ký quyết định quân hàm thượng tá cho Vũ Nhôm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Vũ làm ăn trong thế giới ngầm. Từ tháng 4 năm 2017, một bàn tay bí ẩn đã tung lên mạng xã hội hàng loạt văn bản đóng dấu mật và kể cả tuyệt mật mang danh nghĩa Bộ Công an liên hệ với nhiều cơ quan và tổ chức, chủ yếu là với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu công ty Nova 79 của thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, là công ty Bình Phong. Dựa vào những văn bản này, Vũ Nhôm đã tiến hành các phi vụ làm ăn mua rẻ bán đắt liên quan đến bất động sản ở Đà Nẵng, Sài Gòn và một số tỉnh thành khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, Vũ Nhôm đã được đồn đoán là một trong những quan chức giàu nhất Việt Nam với tài sản vừa bất động sản vừa cổ phiếu và tiền mặt có thể lên đến 50.000 tỷ đồng, tức là khoảng 2,3 tỷ đô la, và đương nhiên phải chịu chung chi cho cấp trên không ít. Theo các văn bản được công bố trên mạng xã hội, hai quan chức Bộ Công an ký tên nhiều nhất vào các văn bản của bộ này giới thiệu cho Vũ Nhôm đi quan hệ là Thượng tướng Thứ trưởng Trần Việt Tân và Trung tướng Thứ trưởng Bùi Văn Thành. Cho tới nay, Bộ Công an hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng công khai nào trước những văn bản được cho là của bộ này tung ra trên mạng xã hội. Cả hai tướng Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành vừa bị xử lý kỷ luật. Vụ cố ý làm lộ bí mật nhà nước của Bộ Công an lại lồng lại trong cảnh nạn bộ này đang xì tóe quá nhiều vụ bê bối tham nhũng, đấu đá nội bộ và cả vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã khiến cho dư luận không thể không liên tưởng đến chế độ bí mật và cơ chế xử kín Vũ Nhôm. Đó là nhằm bưng bít và che giấu cho những bí mật động trời khác thuộc về Bộ Công an. Còn việc viện dẫn Điều 25 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 về trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự, chẳng qua chỉ là cái cớ quá sức thô thiển mà thôi.